Thằng anh mày mặc đồ nó đi ở tuốt quầy đầu ngã ba ở đây tao thấy con là con ứng hộ cá tính của tụi nó đó. Mày mâu thuật cười trong mặt á, lúc đó coi cá tính là cá nhớ thế nào. Gì vậy? Buồn. Mày nói tí vợ mày là ảnh ương hả mày? Một gia đình siêu hài hước. Cháu gà phải không? Chị mình biết được một cái chiêu nhất nhưng chỉ này. Cha nào mà ghét hay là một chồng banh khác. Một đôi bạn già chuyến cà khịa nhau. Trời ơi, phim ma mình đã nhát cái gì mà mỗi lần đi nhát tôi cười cà cà cà. Quỷ. Cái này là nước do chính tay em pha đó. Tía con rất thích những người như vậy. Tại tía con thích là nghệ sĩ cải lương rất là nổi tiếng. Bên con lá rơi thu hạ em ơi. Bà tỏ tình thì bà tỏ tình thôi, cần chi thức khuya là mấy con màu mè này nó vậy. Nhìn bà là biết bà sẽ không bao giờ có một cái người nào trong mộng để mà tỏ tình được hết trơn á. Đang dịch chắc là không có đi hát hò gì hết hả con? Có tính về quê không vậy? Con đang suy nghĩ kiếm tiền làm live show nữa. Thì con cứ về đi, rồi xin ngoại con tiền đầu tư kìa. Là ngoại là có ruộng là cò bay thẳng cánh luôn mà. Mình xin ngoại xẻn một miếng, mình lấy tiền đó mình đầu tư. Đi chợ đây. Dạ. Bà ơi, trời đất nó về rồi bà ơi. Mẹ. Mai con đi chợ mua đồ ăn nhiều nhiều, làm mấy món để muốn mời chồng sớm tới đây. Sẵn tiện đó, mời luôn cháu dâu tương lai của tía nữa đúng không? Và khi ngôi sao về làng, chuyện gì sẽ xảy ra? Đường xá gì đâu mà 4-5 năm trời vẫn chưa có làm lại nữa. Xe hơi còn vô không được. Ông không thích thì đừng có về. Về làm chi rồi thăng lên thăng xuống hoài vậy? Đúng là dân thành phố vậy có khác. Gà gáy từ đời nào rồi mới chịu vậy? Chán thiệt, đi chơi mà cũng gặp. Mới hát được 1-2 bài mà đặt siêu sao siêu xiết hả? Không có ai ra gì rồi. Học hành thì không lo học, tối ngày canh me rồi mét ông ngoại cái chuyện của anh hai con. Vậy chứ hồi đó ảnh có thương con bao giờ đâu. Mà tối ngày bắt con thương ảnh không vậy? Ba mẹ thì kỳ luôn á. Ai cho phép con làm vậy hả? Dù gì thì con đi hát lấy tiền là chuyện bình thường mà. Đồ mất dạy, ra khỏi nhà tao đi. Rồi oan gia cũng chuyển hóa yêu thương. Buông điện thoại xuống đi dọn dẹp đi. Đi chỗ khác chơi. Con với thằng Đức có tình ý gì với nhau đúng không? Đâu có đâu nội. Trời, nội nghĩ sao con thích được ông nội đó vợ? Vậy thì tại sao con có những tấm hình này? Đáng ghét. Dám làm rớt mặt tôi hả? Nhưng mà tôi lại thích hát cho Hạnh nghe. Cho một cái người fan hâm mộ đời đầu mà người dành thời gian để chép lời bài hát, xong rồi hát theo nữa. Ai kiểu hát hay quá anh chi là tôi nhập tâm. Bà cứ mê ông Đức vậy á. Có khi nào hả sau này ông làm ca sĩ xong cái bà làm trưởng fan club ông ta? Nhìn kỹ lại nghe, thấy hai đứa đứng kế nhau xứng đôi ghê vậy đó. Đón xem Ngôi Sao Về Làng phát sóng vào lúc 21:55 thứ tư hàng tuần bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2021 trên kênh HTV7.